Đây, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm thì có bạn bảo là mình là cách để lấy dây đồng ra như thế nào, thì là nó mình cũng chỉ chặt xong là mình đục nó ra thôi. Những con to ấy thì là mình sẽ nó đủ sức nặng ấy, thì mình sẽ dùng ba lăng để mình rút nó lên. Thì hôm nay là đây, con này là mình cũng đã chặt một đầu kia ra rồi nhé các bạn nhé. Đây, mình đã chặt đầu ra rồi. Đây các bạn ạ. À, các bạn thấy rõ không? Thì mình sẽ đây mài những cái hình dạng nó như này để sao cho nó vừa vào cái rãnh này, hoặc là cũng thế là mình đục nó ra thôi. Mình đục nó gần nó ra thôi. Đấy là mình sẽ lấy kìm để mình rút nó lên là được. Đối với những cái con động cơ nào mà nó keo nó cứng quá, khi các bạn đục như này mà nó không di chuyển gì thì là các bạn sẽ cho củi vào bên trong này, các bạn đốt cho nó nóng này. Các bạn đốt cho nó nóng lên xong là các bạn đục nó ra như thế này nó sẽ rất là dễ, tại vì là cái keo nhiều những cái con động cơ nguyên bản cái keo nó rất cứng. Keo nó rất cứng nha các bạn nhé. Thì các bạn phải nên là đốt thì nhiều người cứ bảo là ảnh hưởng, có ảnh hưởng gì đến khe sắt không, nhưng mà mình thì là thấy nó không ảnh hưởng gì nha các bạn nhé. Tại vì cái nhiệt độ của nếu mà nó ảnh hưởng thì cái nhiệt độ của củi mình đốt thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 100 độ C thôi, 100 độ C tí, mà trong khi đấy motor nó đã bị quá tải, nó cháy ra ấy, thì nhiệt độ ở bên trong motor nó phải nóng lên hàng mấy trăm độ cơ, mà chúng ta vẫn cuốn lại bình thường, motor vẫn hoạt động tốt, không làm sao cả. Tại nhiều những con motor mà nó khi cháy thì cái dây đồng của chúng ta nó chảy nước, chảy vón cục ra ấy, thì là các bạn phải để ý là cái nhiệt độ của nó là nó phải là rất là cao, có thể mấy trăm độ thì nó mới chảy được cái dây đồng của mình ra nhé các bạn nhé. Mà mình cuốn lại nó không ảnh hưởng gì, thì các bạn khi các bạn mà cho củi hay là các bạn cho cái lửa và các bạn đốt, các bạn khò ấy để cho nó mềm dây ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến phe sắt, nên là các bạn cứ yên tâm là đốt, không sợ nha các bạn nhé. Đấy. Đây là cái cách mà mình hay lấy dây đồng cháy ra. Các bạn cứ chặt hết một đầu đi, xong là các bạn đưa vào các bạn đục. Các bạn có thể là kê cao lên và đục luôn ra cho nó rơi ra cũng được. Động cơ khác rồi, nên là mình cứ lấy bằng tay này thôi. Đấy, sau đó là các bạn cho cái đầu này lên và mình rút ra như bình thường. Đấy, như vậy là mình cũng đang rút ra này các bạn này. Nhiều anh em cứ loay hoay không biết là lấy dây ra nó có cách gì. Các bạn là có thể là chặt hai đầu các bạn đục ra cũng được, nhưng mà mình thì mình không hay chặt hai đầu. Chặt hai đầu thì thứ nhất là nó sẽ lâu, những con nào nó cứng quá thì là mình đục mà nó không xi nhê gì, nó chỉ có tòe cái đầu dây đồng của mình ra ấy, thì là các bạn mới lên là chặt hai đầu xong là các bạn đưa lửa vào các bạn đốt, hoặc là nhiều những con ấy mình cũng chỉ cứ chặt một đầu ấy, xong là mình cho củi là mình đốt luôn chứ mình không chặt hết, để khi là mình đục nó ra được một ít như thế này rồi ấy, thì là bây giờ là mình cặp vào là mình rút ra nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
các bạn đang xem clip của Linh Motor thì chúc các bạn là thật nhiều sức khỏe nhé, gặt hái được nhiều thành công. Đợt này công việc của mình nó cũng hơi rất là bận nên là mình cũng ít quay được clip cho các bạn xem, các bạn là thông cảm cho Linh Motor nhé các bạn nhé. Tại vì là khách hàng họ cũng dục gấp quá, đâm ra là mình là không có thời gian để mà mình quay nữa. Cái con này ấy thì là họ đang quấn là một sợi dây. Sợi dây này chắc là nó cũng rơi vào tầm khoảng 1.2 gì đấy. Đây các bạn, dây rất là to. Lúc mình sẽ chia ra mình quấn làm hai dây nhỏ cho nó mềm tay, cho nó dễ hơn. Con động cơ này của mình thì tốc độ của nó 700 vòng một phút các bạn nhé, 48 rãnh. Chết đơn các bạn. Mình rút dây đồng ra như thế này thì là mình cũng sẽ như thế này, mình cho vào tải luôn. Nên là khi mà mấy anh em mà đến mua đồng vụn của nhà mình ấy, thì là rất là thích. Tại vì là không phải nhặt, mình cứ cho sạch vào bao luôn. Chỉ việc là cân lên là đi luôn, cân lên trả tiền. Các bạn cứ đục thế ra cho nó lên đến cái miệng này chẳng hạn, thì các bạn cầm kìm và các bạn cọc ấy thì nó cũng ra, nó cũng nhanh thôi, nó không lâu mấy đâu, rất là đơn giản đúng không các bạn. Các bạn xem clip của đây, mình đục gần xong rồi, rút ra gần xong rồi. Đấy, các bạn xem clip của Linh Motor thấy nó hay hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ cho mình nha các bạn nhé. Rồi các bạn cứ giúp như vậy là một lúc là nó sẽ ra hết thôi. Còn những cái giấy này thì mình sẽ lôi nó ra sau. Dây đồng mình làm rất sạch sẽ đúng không các bạn? Đây, làm xong đến đâu là cho vào trong tải đây đấy. À, nó sạch sẽ như thế này thì anh em đến mua là không cần phải kiểm tra rồi là ấy gì cả. Đây, công việc của mình đây các bạn. Mình làm có mỗi đợt này làm có mỗi mình nên là nó không có thời gian để quay clip được nhiều ấy, thì các bạn là xem nhớ thông cảm cho mình nhá. Đấy. Rồi cái clip mà đấy lấy dây ra như thế nào thì mình cũng chỉ có đục xong là mình rút ra như vậy thôi. Con to thì mình dùng cái ba lăng kia là mình móc vào đây, móc vào đây xong là mình rút nó lên. Còn cái nào mà nó cứng quá, đục nó không ra thì là mình đốt lửa lên là một lúc là nó sẽ ra thôi. Đốt nóng lên, xong mình để nóng là mình đục luôn nhá các bạn nhá. Rất là dễ thôi, chứ không có gì khó cả. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau.